Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm là rau câu dừa ha, nhưng mà mình cũng có thêm một trái thanh long nè, đặng mình sẽ trang trí ở trên cái phần mặt đó cho nó đẹp. Thì nguyên liệu mình chuẩn bị thì mình có là hai trái dừa ta, hai trái này bự chẻn luôn các bạn. Với lại mình cũng có là 200g đường. Với lại cái cơm dừa thì mình cũng đã lấy ra một ít á. Thì mình cũng một hồi mình sẽ cắt lát rồi mình cũng trang trí mình để vào trong trái dừa ha. Với lại một tí xíu muối và một ống vani, với lại một gói bột rau câu dẻo là rau câu dừa đó các bạn. Thì trước tiên á, là mình sẽ chặt thanh trái dừa như vậy nè, đặng mình sẽ lấy nước ra nha. Thì bây giờ á, là mình sẽ lấy cái phần nước dừa ra. Nước dừa mình cũng đã lấy ra rồi ha, thì mình sẽ lượt qua một cái nồi nè các bạn. Đặng một hồi á, mình sẽ nấu nha. Nhiều khi còn mình chặt á, nhiều khi cái vỏ dừa nó rớt lại, cho nên nó là mình phải lượt qua như vậy. Rồi thì mình sẽ để qua một bên ha. Thì mình sẽ cắt tiếp cái phần thanh long, đặng mình xay, đặng mình lấy cái phần màu ha. Rồi mình cũng sẽ cắt cái thanh long này nè vào trong cái cối xay sinh tố ha. Đặng mình xay luôn cho nó dễ. Mình cắt nhỏ nhỏ ra. Rồi bây giờ là mình sẽ xay cái thanh long ra ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ cho cái phần bột rau câu dẻo nè, mình sẽ cho nửa gói thôi các bạn, tại vì nước dừa của mình nó là không có được 1 lít, cho nên là mình sẽ đông cho nửa gói, hơn nửa gói tí xíu nha. Bây giờ là mình đã đông 1 muỗng canh rồi đó, thì mình sẽ đông 1,5 muỗng ha. Thì bây giờ mình sẽ trộn cái phần bột rau câu nè với đường lên, trộn cho nó đều, rồi mình sẽ cho vào trong cái nồi nước dừa của mình luôn. Mình khoan ha, bật bếp nha. Mình cho đường với bột rau câu rồi á, thì mình ha bật bếp nè. Khi mà mình cho thì mình cũng dùng một cái muỗng nè, mình khuấy như vậy để đặng cho cái phần bột rau câu mình nó sẽ đều hơn, nó không có bị dính cục lại ha. Đó. Rồi bây giờ là mình cho hết rồi đó, thì mình bắt cái phần bếp lên. Bây giờ mình bật bếp lên rồi mình sẽ nấu. Mình nấu là mình cũng phải đứng mình khuấy nha các bạn, tại nhiều khi là sợ nhiều khi cái phần bột rau câu nó sẽ lắng ở bên dưới thì bột rau câu mình nó sẽ khét ha. Rồi bây giờ rau câu của mình cũng đã sôi nè các bạn. Thì mình nấu là mình cũng phải nêm lại, nếu mà nước dừa của mình ngọt thì mình sẽ giảm cái phần đường, còn nếu mà cái phần nước dừa mình nó hơi lạc á, thì mình phải nêm lại nha các bạn. Tại vì mình làm á, thì cái phần rau câu dừa này mình không có chính xác được, tại vì nước dừa nhiều khi nhầm trái nó ngọt, nhầm trái nó không có ngọt đó, cho nên là mình phải nêm lại ha. Thì mình cũng cho một ống vani nè, cho vào trong cái nồi rau câu, với mình cũng dằn vào một tí xíu muối để cho giúp cái phần rau câu của mình nó có cái vị đậm đà hơn. À, bây giờ là mình sẽ khuấy cho cái phần rau câu nè cho nó đều, thì còn đều khi mà mình thấy cái phần rau câu mình mà nó có bọt đó, thì mình sẽ hớt cái phần bọt mình bỏ nha. Rau câu là mình cũng đã nấu xong rồi nè các bạn, thì mình cũng chuẩn bị một cái ca nè, cái ca đặng có cái miệng như vậy nè các bạn, đặng mình gót vào trong cái trái dừa cho nó dễ ha. Mình cho rau câu vào trong một cái ca nha. Rồi thì mình sẽ gót vào trong một trái dừa, mình sẽ gót phân, mình gót hơn trái dừa tí xíu, hơn phân nửa trái dừa thôi, tại vì mình còn làm cái phần cái màu sắc nữa các bạn. Rồi mình sẽ làm hai trái y chang như vậy ha. Rồi bây giờ đó là mình gót xong rồi ha, thì mình sẽ cho cái phần cơm dừa vào trong hai trái dừa của mình nè, và sau đó là mình sẽ chờ nó đặt đó, rồi đặng một hồi mình sẽ cho cái phần màu thanh long lên nữa ha.
thì mình cứ việc mình trang trí. Ví dụ mình thích ăn cái cơm dừa này nè, thích ăn nhiều hay ăn ít gì đó thì tùy theo sở thích của mình thôi. Này, mình sẽ chờ cái phần rau câu này nó đặc á, thì mình sẽ cho tiếp cái màu thanh long lên ha. Rau câu á, hồi nãy là mình rót có trong trái dừa nó còn dư lại như vậy nè các bạn, mình phải chừa lại một miếng ha. Đặng mình sẽ cho cái phần màu vô. Thì mà trong hồi nãy á, là rau câu nó đã đặc rồi á, cho nên nó là mình phải bắt lên bếp mình nấu lại nha, đặng cho cái phần rau câu nó tan ra. Thì bây giờ là mình sẽ cho cái màu thanh long nè. Mình cho cũng ít thôi chứ cũng không có cho nhiều nha. Cho chừng nửa tô thôi. Và sau đó thì mình sẽ quậy ra. Đây các bạn. Và mình quậy cho cái phần rau câu nè với lại thanh long nè cho nó đều ra ha. Rồi cái phần trái trong trái dừa nó đặc rồi, nó nguội, nó đóng cái màng trên rồi á, thì mình sẽ cho một lớp màu thanh long lên. Các bạn thấy là lên màu thanh long rất là đẹp nè. Rồi bây giờ mình nấu cho một hồi, khi mà thanh long mà có nổi bọt á thì mình sẽ hớt cái phần bọt bỏ nha. Rồi khi mà mình thấy nè cái phần rau câu của mình nè nó đã đóng màng rồi nè các bạn, khi mà mình gờ vô như vậy nè cái rau câu của mình nó không còn dính tay nữa, là mình sẽ cho cái phần màu thanh long nè đó, mình sẽ cho vào trong cái trái dừa luôn. Mình cho từ từ nha, mình cho nhẹ nhẹ thôi, tránh nhiều khi cái phần rau câu dừa ở dưới á nó sẽ bị dở á các bạn. Bên đây cũng vậy luôn. Thì bây giờ là mình sẽ chờ cái phần rau câu dừa của mình á nó nguội rồi á, thì mình sẽ cho vào trong tủ lạnh. Tới chừng đó rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Như cái tô bên đây nè các bạn, là nó còn dư á, cho nên là mình sẽ cho vào trong một cái tô luôn. Cho hết luôn. Này. Thì rau câu dừa của mình á, mình để cũng đã lạnh rồi ha, thì mình cũng mời cả nhà dùng thử chung với mình nha. Thì các bạn, đó bây giờ các bạn thấy nè cái phần rau câu nè, đó nó một lớp mặt ở trên thanh long á, nó màu hồng nè, lên rất là đẹp ha. Thì bây giờ là mình sẽ sắn xuống thử xem coi cái phần rau câu á như thế nào nha. Đây. Có miếng dừa nè các bạn. Đây, các bạn thấy nè, miếng rau câu dừa nó có màu thanh long như vậy nè, lên nhìn cũng rất là đẹp ha. Bây giờ mình sẽ dùng thử xem như thế nào nha. Mình ăn á thì mình rau câu dừa á thì mình ăn nó rất là ngon, nó ngọt ngọt và nó thơm mùi nước dừa. Ăn chung với thanh long vậy, thanh long thì mình ăn có cái vị với là chua chua cũng rất là thơm các bạn. Tại vì cái thanh long á mình xay ra rồi mình nấu chung với rau câu á thì mình còn nghe được cái mùi thanh long. Còn như mà mình làm những cái món khác á, như món bánh hay gì đó thì mình không có còn nghe mùi thanh long ha. Nhưng mà mình thấy mình ăn á là nó có cái vị chua chua ngọt ngọt và cộng thơm mùi nước dừa nữa, nên nó là cũng rất là ngon. Rồi các bạn thấy không, cái miếng dừa nè đó, khi mà mình trang trí á, bây giờ là các bạn thấy nè, ở trong đây á là trái dừa nó rất là lỏng le luôn, tại vì nó còn cái cơm dừa á, cho nên là nó còn cái độ trơn của cái cơm dừa á, cho nên nó là mình ăn á thì nó cũng rất là ngon. Với lại mình lấy ra nó cũng rất là dễ nữa các bạn. Các bạn cũng làm ăn thử đi, như cái mùa nóng như vậy nè thì mình sẽ làm rau câu dừa mình ăn nó cũng rất là ngon và mát nữa. Thì mình thấy là rau câu dừa thì ăn hay uống gì với các bạn cũng rất là mát ha. Cộng thêm có trái cây nữa thì ăn nó sẽ ngon hơn. Thì các bạn cũng làm ăn thử đi. Video của mình là sẽ kết thúc tại đây ha. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thích thì like và chia sẻ cho các bạn nhiều người cùng xem nhé. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào cả nhà.